Mến chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ hai và buổi trưa này thì em đã chuẩn bị là thả chúa ra sau sau 2 ngày nhốt chúa lại. Và đây là kết quả cả nhà. Lúc đó thì đàn ông đó nó đã ổn định rồi. Khi đó là cầu đó là nó đã xây bánh tổ lên rồi, nhưng mà ông nó rất là trật tự ha cả nhà. Mình làm rất là nhẹ nhàng, ông nó không có bay ra. Khi đó mình làm nhẹ nhàng và từ tốn thì ông đó, nó giảm cái sự stress cho ông. À, khi mình kiểm tra thấy thì hiện tại thì nó đã xây bánh tổ rồi, là bánh tổ đó cũng khoảng được là 3 ngón tay rồi, dài cũng khoảng được 15 đến 20 cm, nhưng mà nó lại xây bánh tổ dính vào trong cái phần trong cái phần lòng nhốt chúa cả nhà. Và lúc đó mình đã quyết định là mình không có ấy, mình không có rỡ cái bánh tổ ra để cố định lên cầu nữa. Và lúc đó là mình đã treo luôn cái lồng nhốt chúa lại luôn, để đảm bảo cho nó được cái an toàn, để nhiều khi mình đụng vào thì nó lại không thích hợp nữa. Mình quyết định là mình chuẩn bị mở cái nắp lồng lồng nhốt chúa ra để thả chúa ra ngoài luôn. Mình thì không có cắt cánh chúa, mình thả nó ra xong rồi mình làm lại cái cửa chắn chúa lại cho nó ở trong thùng, nó không đi ra ngoài được. Mình nói thêm là cái thời điểm để mình thích hợp mình thả chúa là khi mình quan sát thấy thùng ong là có ông đi làm và có mang phấn về, thì và đồng thời khi mà mình kiểm tra trong thùng ong thì kia đã có bánh tổ rồi, thì thời điểm đó là mình nên thả chúa ra. Khi thấy là ông đi làm và mang phấn về thì lúc đó cái thời điểm đó thì mình thích hợp mình để mình thả chúa ra rồi ha cả nhà.
Nó bu rất là đông, nó bu bít hết cái phần lòng nhốt chúa luôn, và nó xây bánh tổ lên trên đó. Bởi vậy mình cũng không có rỡ ra, mình treo trực tiếp cái lòng nhốt chúa lại trong, mình treo trực tiếp lại cái lòng nhốt chúa lại ở trong đó luôn, Mà có để cho loại nào tiếp khác tục không? để tiếp tục cho nó xây bánh tổ lên. Mình gỡ ra cái là nó bay tùm lum hết trơn, và lúc đó là mình đã đóng nắp thùng rồi luôn. Nên mình để khít vào là mình đóng nắp thùng lại. Trong khi mình thả chúa ra thì mình nên bổ sung thêm nhiều nước đường để cho ông nó ăn, để nó tăng cái tiến độ mình làm, cho nó tăng cái tiến độ làm bánh tổ ha. Khi đó ông nó được ăn no và nó làm việc sẽ hiệu quả hơn, và tránh tình trạng là khi nó đói là nó sẽ cũng có thể là nó sẽ bốc bay. Là mình đã đẩy